Xin chào tất cả quý vị các bạn đang xem video trực tiếp. Tôi là Trung Kiên đến từ trung tâm học canit.com.vn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là lớp học buổi tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 tại sân tennis nhà thi đấu số 2 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lớp học nâng cao và cơ bản. Đấy. Xa xa màn hình của quý vị các bạn là sân ở gần khán đài là lớp học nâng cao đang tập bắt lưới. Là huấn luyện viên đưa bóng, huấn luyện viên Thạch, còn bên kia là huấn luyện viên Hoàng đang thị phạm cho học viên đánh vô đê. Còn lớp bên này là cơ bản. Đấy, học viên mới học được có 2 buổi. Đấy, đang tập di chuyển cú thuận tay. Đấy, học viên là tập di chuyển để mà đánh cú đánh thuận tay forehand. Sân ở đây rất thoáng và mát, nằm ở giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sân có khán đài rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đây là Thạch Trung.